Taka trận xếp hạng. Đây, lối chơi pressing Tiki Taka như nào đây? Lập nhóm người cùng một kỹ năng, cùng lối chơi thì nó sẽ kết hợp với nhau. Nếu không tìm kiếm huấn luyện viên phù hợp, huấn luyện viên sẽ chọn các huấn luyện viên còn lại. À, hệ thống sẽ tìm các huấn luyện viên còn lại. Một là bắt đầu trận đấu, hai là vào phòng chờ. Lối chơi Tiki Taka. À rồi, đây là chọn kiểu này hay đấy. Ông nào thích lối chơi gì ông ấy chọn cái đấy, và nó sẽ sắp xếp từng cặp. Với những lối chơi ông nào thích thì nó sẽ sắp xếp vào nhau. Còi xương tốt về cánh hiếm mà anh không có nhá, anh không có đâu. Lối chơi Catena CEO. À, vâng, thử đi anh nhỉ. À. Lối chơi Tiki Taka pressing Catena CEO. Lối chơi pressing này. Vào phòng chờ này, đấy, có thể chát chiếc các kiểu này. Đội trưởng lối bán khoai trận xếp hạng giao hữu. Là như nào nhỉ? Giao hữu là như nào nhỉ? Trăm tám mươi lăm, ôi chết rồi, quá lương bố rồi, thôi lấy cái này vậy. Vâng, ông nào mà công phượng limit vả mồm nhé, ông nào mà công phượng limit vả mồm nhé. À, quên mất là giao dịch nhỉ. Vào chửi nhau nhá. Có chat rồi anh em ơi. Có chat rồi, vào chửi nhau phát nhỉ. Giao hữu là giao hữu bình thường thôi gì. Bắt đầu trận đấu chưa được nhỉ. Giao hữu là đang ở giao hữu bình thường như chế độ. Rồi, ok, hiểu à. Làm phát ừ. Ê, gặp luôn rồi, đánh nhau ơi. Vâng, bong này, với lại AST. Rồi, chơi luôn. Sao lại nhìn áo Việt Nam các kiểu là try. Anh test Đình Trọng đi anh. Ờ nhỉ, quên. Mình có Đình Trọng mình chưa test nhỉ. Ờ để tí nữa test. Tí nữa test Đình Trọng. Em Amu, ui dồi, em Amu giờ trông hình. Em Amu giờ trông hình chúng thảm mách cả thôi. Ờ giờ thưởng hạng là Star Point à. Thế thì giống ấy rồi. Đây chat trong game nhá, đấy. Trong game có chat rồi. Nhưng mà hình như là không ấy được. Ờ trong game nó sẽ không pause được thì phải. Tí tôi thử xem thế nào. Rô. Tốt. Đấy, có chat. Nó là có chat in game. Ấn enter là có chat in game. Ấn dấu bằng là tắt chat luôn. Dấu bằng này, đấy, chặn tin nhắn từ đồng đội. Từ giờ bạn sẽ không nhận tin nhắn trò chuyện rồi. Có 2 mức, 3 mức nhận tin nhắn từ tất cả mọi người đúng không? Có 3 mức anh em nhé. Ui giời. Là sao áo Việt Nam cờ Việt Nam à? Anh được tặng nhé. Anh được Garena tặng vì đợt là thi The Streamer. Thi The Streamer bắt đầu mới có. Đóng đi em ơi, đóng thoải mái. Để đây làm gì? Rồi, ôi, xoạc làm gì em ơi. Bình tĩnh. Cập nhật lâu quá, lâu chứ, 11 ghi. À đây, trọng tài khác rồi nhé. Trọng tài đã khắm lọ hơn. Trọng tài đã trông khắm lọ hơn rồi. Game không xem ping được. Đúng chính xác đấy, giống như tôi nói biết ngay mà, tôi bảo mà. Game 2 vs 2 là không xem được ping nhé. Khi vào 2-2 là không xem được ping nữa, giống như bên tàu bên Hàn. Tôi thắc mắc là tại sao không bấm được. Hóa ra là ấy, do bên tàu bên Hàn nó cập nhật giống như vậy, ở Việt Nam cũng đi theo luôn. Làm gì đấy, Huy ơi. Chuyên chọc các kiểu vào. Lê Minh Hiếu đúng rồi, gói 40 SC tuyệt vời mặt trời về cho các bạn săn những hàng hiếm. Chạy này, sợi, các lốt đúng là ngôi sao thế giới. Ờ, ban truyền hơi delay hơn tí thì phải. Bấm truyền nó hơi chậm hơn một tí so với lại lúc trước. Ui da. Hoàng Thầy Đình Trọng lên 5 rồi à? Kệ thôi, Hoàng Thầy cũng được tặng. Thanh niên Hoàng Thầy cũng là thanh niên được tặng vì ấy. À, chúng tham gia The Streamer được tặng cái thẻ Việt Nam áo với lại logo. Có béo, không được. Anh em đặt kèo Thái Lan toang rồi à? Thái Lan đang làm sao đấy? Thái Lan đang đá đội nào mà sao toang đấy?
xếp hạng 22 handicap nhiều nhá. 22 handicap nhiều luôn. Đấy chưa? Ông nào bảo ZD trở lại, con ZD là quái đâu, không không cong. Và mấy ông tin đồn vớ vẩn mà ZD trở lại. Vẫn là game sút xa thôi bạn ơi. Vẫn là một game play sút xa và tạt cánh. Xem ping kiểu gì á, ấn nút tab nhưng mà bây giờ trong game này không được nữa. Và 22 là không còn xem ping được nữa. Bình thường đá 1-1 thì vẫn xem được. Còn bây giờ đá 22 này không có xem, 22 xếp hạng là không có xem ping. Ui, lấy bóng kìa. Ui, Thái Lan thu đi đủ 2 quả. What the fuck? Thôi xong rồi. Ông nào đặt kèo Thái giống tôi chết rồi. Quả này vỡ hết cả mồm. Thảm rồi anh em ơi, quả này Thái Lan thua 2-0 ăn nạc rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cập nhật gì mới? Đầy, rất nhiều game mới. Nhưng mà nào vào sau thì tí nữa nhé, xem lại. Tí nữa vào sau thì xem lại clip này. Thái Lan 0-2 ăn nạc rồi. Sao không vào được game á? Bạn xem nào. Đăng xuất ra, quên rồi, đăng xuất này, hoặc là bạn reset máy. Mà không vào được nữa thì bạn có thể gọi là xóa game tải lại. Có thể trong quá trình tải bạn bị lỗi. Rằng bọc lót tốt quá. Không thấy đâu được. Thái về nước. Cả nam nữ. Cả nam và nữ toang à? Ui rồi. Thái cả nam và nữ đều toang. Rô béo. Nhìn rồi. Chạy cả rác đù đù đúng chính xác. Gameplay nó chỉnh sửa một chút thôi. Về cái chuyển động của cầu thủ nó khác đi một tí. Nhưng mà về cái cách sút, cách truyền thì nó cũng gần giống nhau. Đấy. Sút xiếc các kiểu vẫn thế thôi. Trần Anh 10 phút nữa cập nhật rồi. Cập nhật gì? Nữ Việt Nam hòa Thái một đều à? Ờ. U22 đồ máu lửa lắm. Thế thì tôi chưa xem trận Indo bao giờ mà tôi nhìn tưởng là Thái ngon. À 10 phút nữa cập nhật xong này. Rồi củ tỏi. Củ tỏi bây giờ còn 8 lương. Lương củ tỏi bây giờ còn 8 và ấy. Công nhận là phản xạ có vẻ ổn. Nữ 1-1. Đá Ultimate không giảm độ khó được á, giảm được chứ bạn. Bạn để thua là giảm được mà. Bạn chỉ để thua là giảm được ngay. Để thua tầm khoảng 5-6-0 gì đấy. Viết như khi trong game kiểu gì, bật như khi thì biết thôi. Tất nhiên là cái như khi đấy bạn phải bật theo dạng của cái chạy run admin. Bạn phải chuột phải vào run admin. Thôi. Múa quá. Anh chat cái coi á. Chat là gì? Đá với ông Đắc Huy mà. Chat thì vẫn thế cả. Tôi test ở bên tàu bên Hàn rồi. Bấm chat là chat thôi. Tôi đang chặn chat. Tôi quen tay là tôi và tôi bấm dấu bằng. Có hai mức dấu bằng nhé. Dấu bằng 1 là chặn chat của thằng đồng đội. Dấu bằng 2 là chặn chat của tất cả. Vâng, sao không game phong không vào được á? Không biết bạn ơi. Bạn nào không vào được game thì chia buồn. Thế thôi. Chứ tôi có phải là kỹ thuật viên quái đâu. Chào bác Thuận nhá. Hello bác. Tạt cánh trông khám lọ thế. ZD. ZD tệ. Đăng Hoàng cầu thủ giữ giá hay giảm giá không biết. Chưa check giá được bạn ạ. Về mặt bằng chung thì vẫn chưa khác gì so với lúc trước khi cập nhật. Độc bước à, chịu rồi. Đối thủ thoát khỏi trên rồi. Đã có một thằng thoát khỏi game. Dưới. Dưới này này. Sút từ xa. Chát gà gà đi. Bựa vãi nồi. Cập nhật lâu chứ, phiên bản cập nhật này nặng mà. Các lốt đấy, các lốt đóng đấy, chân trái. Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Anh mua các lốt chỉ có thế thôi. Gameplay thay đổi không nhiều nhá.
về mặt cầu thủ di chuyển nó hơi khác đi một tí, phòng thủ khác một chút chút. Chứ còn về ấy, về bàn chuyền dứt điểm các kiểu thì vẫn thế. Dây bóng nó khác đi một chút chút, trông nó hơi cứng hơn, thô thô hơn, ngáo ngáo hơn, còn sút thì vẫn vậy. Không, giờ xem ping thì vẫn xem được bằng 1-1 nhé, đá 1-1 vẫn xem ping được. 1-1 thì một vẫn xem ping được, nhưng mà 2-2 thì không. ZD này, 18S nữa, ok. Tỷ lệ được thẻ tăng à? Không tăng, tăng cái nồi. Đấy là nó lừa đấy, lừa cảm giác đấy. Vâng, Đăng Huy đấy, ta chat thử này. Đăng Huy đã chat thử, à không, không nhìn thấy nhỉ. Đăng Huy chat này không nhìn thấy, để tôi dê cái webcam ra ngoài tí. Đấy. À bên kia out hết rồi. Bên kia out hết rồi em ơi, bên kia out rồi, bảo sao. 1-1 không được luôn á. À tí để tôi ra xem thử nhé, 1-1 không được luôn à. Thằng kia out rồi em ạ. Thằng kia out rồi, thằng kia out rồi. Thằng kia áo bố rồi. Áo Việt Nam ở đâu à? Áo Việt Nam ở trong game thôi bạn ơi. Đấy, các lốt lên rồi, các kiểu ngon lành. Đây rồi, báo cáo này, kết bạn này, đây có này, báo cáo luôn. Đây là cho đánh giá nhé em ơi, đánh giá. Đánh giá thằng đá cùng mình ngu vãi nồi, bấm vào đây nhá. Hay vãi nồi đó. À, chờ tí Nghĩa Đình, tí anh vào xem thử. Bởi vì bên Tàu thì đá 1-1 check được. Bên Tàu với bên Hàn đá 1-1 thì check ping được. Còn nếu mà tất cả các loại bây giờ không check ping được thì ăn hạc. Hơi căng thẳng. À, nó đổi lại nút á. Đâu, đổi lại nút đâu. Bình thường mà, anh vẫn đá thế. 1-1 không xem được luôn à. Rồi đây. Báo cáo Đắc Huy đá ngu này. Bấm dấu gọi là cho xuống là thanh niên Huy đá lởm này đấy, bấm chọn. Báo cáo chỉ vậy này rồi. Nguyên Trần Anh gửi sao, thank you. Sáu mươi sao. Bê bê Vũ. Check ping thì giống bên Tàu, bên Hàn thôi. 22 thì không check ping được, nhưng bây giờ vào trong đây. À đúng rồi, không ấn được, không ping được rồi. Không ping được anh em ơi, đúng rồi, không ping được. À, fuck. Không ping được. Đây, chat game này. Đấy. Gà. Vãi nhái, à, viết được chữ tiếng Việt này anh em ơi. Đấy này được này. Ặc ặc này, đấy được luôn. Biết giờ tiếng Việt được, tiếng Việt được anh em ạ. Biết tiếng Việt được. Biết tiếng Việt được anh em ơi, đấy. Ặc ặc ấy. Khặc. Biết tiếng Việt được, biết tiếng Việt được rồi. Không muốn mỗi lần vào trận đấu bóng rổ vàng đánh tắt hẳn biết rồi. Chỗ răng cưa là bấm tắt luôn được. Chát được, chát được, chát được. Chát được bằng dấu luôn. Thật là thú vị. Ấy, thật là thú vị có luôn. Viết được dấu sao át à? Viết bằng Unikey bạn ơi. Hay vãi nồi. Viết có dấu luôn. Có gì hot à? Hot chứ, nhiều cái hot lắm, vãi nồi. Bạn chơi thật hay. Xe chiến thuật nha. Giống giống gà đúng không anh em? À đây đây. Giống gà bảo đây đấy, đấy. Chơi vui nha, chơi vui vẻ nha, rồi thì ấy, cho mình kết bạn nha, chiến thuật bạn hay quá đấy. Chat xóa game đi. Vira. Hai vai cản rồi. Quà của 22 là Star Point hả? Ok. Ok, mới đoạn là có lỗi sai rồi, DB Vũ ơi, DB Vũ sai rồi nhá. Cái này tất cả các server đều bị, cả server Hàn và server Tàu đều bị như thế, nên là không phải lỗi riêng Việt Nam mình. Là cái không xem ping được. Không xem ping được. Cái 1-1 thì chắc là khả năng lỗi gì? Lỗi Việt Nam thôi, còn đấu 2-2 thì không ping là đúng rồi. Có người bảo đấu Việt Nam mất á, đâu mất đâu. Ông nào nói bảo đấu Việt Nam mất vớ vẩn.
Đây tôi đang cầm Việt Nam này, áo Việt Nam đỏ này. Vâng, cho hỏi cập nhật thế nào. Vào Garena cập nhật thôi bạn. Vào Garena bấm cập nhật. Dễ thôi. Khăn gòm anh được Bom Bình Trọng rồi. Bởi vì thẻ Việt Nam được ở bên ấy tặng cho. Mùa 19 tiền đạo có nhiều ống sút má ngoài hả? Ok. Có khi gà lắp trên server á, có thể à, Thành Đạt 11 tàu không sang nhỉ? Thế à? Thế tôi nhớ ở bên nào nhỉ? Chắc tôi nhớ nhầm. Hình như là không sang ping được, đúng là thế này đúng không? Thế thì đúng rồi, tức là cả tàu, cả Hàn, cả Việt đều không sang được ping, đúng không? Cập nhật lâu dã man. Gói cập nhật thế nào á? Gói cập nhật như nồi luôn, không có gói gì để cập nhật kìa. Thôi hủy thôi. Rồi Thái Indo, Thái bị Indo vả biết rồi. Thấy nhiều người chia sẻ. Đấy, nói chung là chat trong game thì chat viết tiếng Việt rất là thoải mái luôn. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ xóa ấy ngay, à, tôi sẽ chặn chat luôn. Đây nó có cái cài đặt chat đây rồi đấy, bật chat, chặn tắt chat luôn. Bạn nào thích bật hay là thích chat tắt luôn có hết luôn. Để xem có cái gì mới không nè, cài đặt HUD. Tên cầu thủ 3D, âm thanh, cấu hình AI, điều khiển, thông tin công thủ chiến thuật kỹ thuật. À đây này, có hướng dẫn skill này. Ông nào bảo không có hướng dẫn skill, có mà. Trang phục đồ nào đẹp á? Trang phục nhiều lắm, rất nhiều cái trang phục đẹp. Tôi đang trang phục của áo Việt Nam rồi, logo Việt Nam được tặng này rồi, được tặng logo Việt Nam. Đồng phục thì có hai áo Việt Nam luôn, nhưng đồng phục thì nếu bạn thích thì có thể sang bên Mỹ. Mà sang bên Mỹ nhiều đồ đồng phục đẹp lắm. Ví dụ như là đồng phục của YouTube này, đấy, nhìn YouTube đẹp trai không? Đồng phục YouTube này. Đồng phục Orlando này, đồng phục dành cho những ông nào chơi team TT. Hello Đào Tiến Long, tối lại bình thường nhé, tối lại chơi bình thường. Khuôn mặt Jorginho cập nhật rồi. DB Vũ Gao Bạc đổi thành là QB rồi nhé. Thế nên Gao Bạc Trần Anh của tôi thì bây giờ là hắn đã đổi thành QB. Đấy bây giờ con lấy áo này đẹp này. Nói chung áo bây giờ các bạn tự tìm ấy, chứ còn bảo rằng là tìm từng ấy một thì nó khó lắm. Tự tìm sẽ nhìn thấy nhiều áo đẹp hơn. Ở đây là Arsenal này. Rồi thì áo King Power. Đấy, nói chung thế biết thế. Đội đặc biệt của tôi, rồi áo Việt Nam. Huấn luyện viên thì có Lampard rồi này. Có Lampard, có Lippi, Ole đâu nhỉ? À đây Ole đây. Đấy Ole này. Tìm ông Park Hang-seo nhưng không ra. Hôm nay đi tìm thử Park Hang-seo nhưng mà không thấy. Ở Crespo mất tóc.